trong khi các ngân hàng như VPBank, VIB hay TPBank vẫn giữ được tăng trưởng từ 18 đến gần 70%, thì ở chiều ngược lại, Vietcombank, Kietlongbank lại giảm từ 7 đến 31% lợi nhuận so với cùng kỳ. Theo đại diện các ngân hàng, sự sụt giảm này một phần đến từ các gói hỗ trợ cho doanh nghiệp trong mùa dịch. Với một gói 30.000 tỷ mà lãi suất giảm từ 2 đến 2,5%, các gói này thì có thể áp dụng cho những khoản vay có những kỳ hạn khác nhau. Như vậy nếu có nói tổng thể mà nói thì quyền lợi mà có thể đem đến cho khách hàng là khoảng từ 600 đến hơn 600 tỷ. Ngân hàng phải giảm lãi suất cho vay mới để hỗ trợ doanh nghiệp. Thứ hai là miễn giảm lãi với những cái doanh nghiệp mà đã hiện tại có nợ ở ngân hàng. Trong khi đó thì cái chi phí vốn đầu vào giảm ít hơn là lãi cho vay, tại vì là các ngân hàng vẫn phải duy trì một cái mức lãi suất phù hợp để giữ chân khách hàng. Lợi nhuận có thể suy giảm, nhưng một mối lo khác lớn không kém với nhóm ngành ngân hàng đó là nợ xấu. Theo Ngân hàng Nhà nước, ước có khoảng 2 triệu tỷ đồng dư nợ, chiếm khoảng 23% dư nợ toàn hệ thống, chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi Covid-19. Số nợ này có thể chưa biến thành nợ xấu nhờ hiệu ứng đóng băng của thông tư 01. Tuy nhiên, các khoản nợ tiềm ẩn như nợ nghi ngờ, nợ dưới tiêu chuẩn đang tăng lên. Dòng tiền bị nghẽn, bị tắc ở bất kỳ một khâu nào đó thì đều là nguyên nhân phát sinh nợ xấu của ngân hàng. Đây là điều không mong muốn, thì Agribank cũng phải dự phòng trước đối với cái nguy cơ của nợ xấu, sẽ phải trích lập dự phòng. Rủi ro của năm nay sẽ gia tăng so với 2019. Trích lập dự phòng là hoạt động của nhiều ngân hàng để phòng ngừa rủi ro mất vốn. Theo các chuyên gia, với gần 20 ngân hàng đã tuân theo chuẩn Basel 2, thì hệ thống ngân hàng đã có một bộ đệm vững hơn cách đây 12 năm. Vốn chủ sở hữu của ngân hàng cũng đã khá là vững. Và như vậy thì sẽ tránh được những cái rủi ro giống như đã xảy ra vào khoảng năm 2008 đối với hệ thống ngân hàng. Thì tôi nghĩ rằng là dù có nợ xấu có tăng thì các ngân hàng vẫn có một cái bộ đệm vững để mà chống lại cái khoản nợ xấu. Đấy là chưa kể đến công cụ về trái phiếu VAMC. Nhìn chung, quý 1 ngân hàng vẫn ghi nhận mức tăng trưởng khoảng 3 đến 4%, nhưng viễn cảnh quý 2 còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Theo tiến sĩ Cấn Văn Lực và nhóm tác giả Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV, năm 2020, thu nhập hoạt động của các tổ chức tín dụng sẽ giảm ít nhất khoảng hơn 30.000 tỷ đồng, tương đương giảm từ 20 đến 25% kế hoạch lợi nhuận so với ban đầu.